Xin chào các cô bác anh chị, hôm nay Ngô Lụa sẽ hướng dẫn các cô bác anh chị cách sử dụng một thiết bị bảo vệ sức khỏe, đó chính là chiếc máy Song Mini anh chị nhé. Và như chúng ta đã biết là Tết Nguyên Đán đã gần đến nơi rồi, và chúng ta không tránh được là chúng ta có thể gần nhau trong những buổi đi mua sắm Tết cho gia đình nhà mình, và cũng không thể nói trước điều gì, chúng ta không thể nói trước được là chúng ta không nhiễm Covid. Vì là mặc dù là đã được tiêm 2 mũi đến 3 mũi nhưng ta không nói trước được điều gì. Và hôm nay Ngô Lụa sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm, một cái thiết bị dùng để chống virus xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Đó chính là chiếc máy Song Mini. Và chiếc máy Song Mini cách dùng như sau. Các bạn hãy mở chiếc máy Song này ra. Mở chiếc máy Song này ra. Đấy. Và chúng ta mở ra như thế này. Thì sau đó chúng ta dùng nước ấm rót vào cái phần này. Đấy, dùng nước ấm rót vào phần này. Sau đó chúng ta có thể nhỏ 2 đến 3 giọt tinh dầu dạ thảo liên. Nhỏ 2 đến 3 giọt tinh dầu dạ thảo liên vào cái phần nước này. Đấy, 2 đến 3 giọt tinh dầu dạ thảo liên vào phần nước này. Sau đó chúng ta đậy lại. Chúng ta đậy lại. Chúng ta quay lên và chúng ta bắt đầu bấm vào cái nút này để chúng ta xông này, bấm vào cái phần nút này để chúng ta xông. Đấy. Chúng ta có thể xông họng hoặc chúng ta có thể xông mũi, xông vào mũi, xông vào họng, xông vào mũi và toàn thể khuôn mặt của mình, cơ thể của mình, rất là tiện lợi các bạn nhé. Đấy. Sau đó chúng ta muốn tắt thì chúng ta lại ấn vào nút này. Và thiết bị này thì còn cái dây để sạc này. Nếu muốn sạc ấy, các bạn có thể là đây, lắp dây vào đây. Dây vào đây để chúng ta sạc. Và thiết bị này rất là tiện lợi, nó nhỏ gọn, có thể là mang đi bất kỳ nơi đâu ở chúng ta khi chúng ta cần. Rất là tiện lợi cho chúng ta. Vậy thì rất mong cô bác anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với Ngô Lụa theo số điện thoại 0936 410 666. Ngô Lụa sẽ tư vấn và sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ mọi người nhé. Rồi, xin chào tất cả các anh chị em.